Thưa với vị sư Minh Gạo, bị hôm rồi tôi có sửa tên bị gì nó trùng tên với ông sư Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu á, thì người ta đang tu chân chính nên ra mình không có đặt ông trùng với ông đó được, nên là sửa lại ông Minh Gạo, xin lỗi ông là sửa lại ông Minh Gạo. Thì thôi bây giờ người ta tu mình cũng tu, nhưng mà ai tu làm sao thì tu à. Cho nên là mình đừng có lên để mà mình là nói nặng nói nhẹ, hay là mình nói này kia, vì người ta cũng không có chọc kẹo mình đâu. Cho nên là mình là mình phải mát mẻ, người tu mình phải định cái tâm mình lại à, mình phải vô thiền, mình ngồi để mình định cái tâm mình. Đúng cũng thế mà sai cũng thế, chưa chắc mình đúng mà chưa chắc người ta sai à. Cho nên mình cứ là khuyên sư Minh Đạo là Minh Gạo á, là cũng như mình á, là lên á, mình đừng có chửi mắng người ta hoài, rồi cuối cùng mình mất phước, mình không có tu gì được đâu đó. Quý vị thấy giờ là mấy ông trong sư ở trong chùa, mấy ông sư của tôi đó, mấy ông sư trong chùa đó thì cũng lên nói, rồi á, là lên á, là nói sư Minh Tệ này kia nọ, rồi á, là nói người này tu đúng tu sai, rồi cuối cùng rồi ai sai rồi ai đúng à. Cho nên Phật nói câu là chúng ta tu thì chúng ta nên nhìn lại cái tâm của mình. Ngày xưa tu Đức Phật là không cần vấn đề văn bằng học vị đâu. À, quý vị bây giờ quý vị đọc cái Pháp Bảo Đàn Kinh coi, ông Tổ Quay Năng ông đâu có viết chữ nào, tôi còn viết được mấy chữ, còn ổng là không viết được một chữ nào luôn đó. À, mà khi mà ổng đi đến mà ổng để mà ổng cầu đạo á, thì ổng đến ổng gặp ông Huệ Khả, thì ông Huệ Khả ổng nói ngươi là dân đen mọi rợ mà ngươi đến đây để làm cái gì, thì ông nói là ông đến đây là để cầu làm Phật. Thì ông kia ông nói là ông sư ông nói là ngươi là dân đen mọi rợ mà cầu làm Phật gì, thì ông Huệ Năng này tao không biết chữ, nhưng mà ông nói là ông Huệ Năng không biết chữ, nhưng mà ông nói câu là ông nói người á thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có Bắc Nam. Cho nên ông này ông nghe cái ông hết hồn liền, ông nghe hết hồn thì ông nói thôi ông sợ mà nếu mà nhận ông này liền mà vô trên là diễn đàn liền á là coi như là sợ ông bị hại. Dạ. Nên ông mới nói là thôi bây giờ là ông đi liền xuống ra làm sao, rồi tôi nhận ông rồi đó, nhưng mà ông đi liền xuống ra làm sao giả gạo để mà cho đại chúng ăn tu. Thì suốt cái thời tu của ông á, là suốt cái cuộc đời tu của ổng là chỉ giả gạo thôi, mà sau này là ốm càng ngày càng ốm, giả không nổi mới che cục đá lên để mà giả. Bởi vì mấy trăm tăng ni Phật tử mà Huệ Khả, mấy trăm tăng ni Phật tử thì ông giả. Khi mà ở trong học Phật nó lạ lắm, nó có điều lạ mà người ta nhiều khi người học Phật người ta mới biết, chứ người không học Phật ta không biết nổi đâu. Cho nên là khi mà ông đã được trao, ông Huệ Khả ông trao y bát rồi, thì ông Huệ Minh ông tức bình có một cái là người mình là người đăng đàn thuyết pháp hàng ngày để cho là dẫn dắt đại chúng, nhưng mà bây giờ cái bát y bát trao lại ông Huệ Năng á, thì là trao lại cho ông Huệ Năng mà ông này thì không biết một chữ nào. Dạ. Thì như vậy là ông Huệ Năng ông khi mà ông Huệ Khả ông trao ban đêm, ông trao 12 giờ đêm, khi mà khuya lại là ông Huệ Minh ông nghe là ông này là ông đã nhận được cái y bát rồi, thì ông Huệ Minh là ông cuồng lên này, thì ông Huệ Năng ông nghe như vậy ra thì ông chạy, bị ông nhận y bát xong rồi ông chạy, mà ông Huệ Minh ông dí theo, ông dí theo mấy trăm người là cái đệ tử của ông, tại vì ông hàng ngày ông đăng đàn thuyết pháp mà, cho nên là đệ tử ông nhiều, còn ông cái này ông giả gạo không à. Nhưng mà khi ông này ông đạt thánh thì ông kia ông không biết, thì ông chạy đến thì ông này ông mới là ông biết thế nào là ông Huệ Minh ông chạy theo là ông giết ổng. Cho nên là ông lấy cái bát ông để trên cái cục đá, thì cái ông Huệ Minh này ông vừa tới là ông là bợ lên không nổi, ông bợ cái bát lên không nổi, mà trong khi đó là ông Huệ Năng ông cầm một tay ông chạy à.
thì ổng bợ lên không nổi, thì ổng mới sạc lại, sạc tỉnh lại thì ổng biết là ông Huệ Năng đã đắc pháp rồi. Cho nên ổng quỳ xuống ổng nói con đến đây để con tìm pháp chứ con không tìm y bác. Quý vị thấy có nhiều cái lạ lạ không? Cái người đăng đàn thuyết pháp hàng ngày, cái người rất là thông tinh thông Phật Phật pháp à, nhưng lại quỳ trước một người không biết một chữ nào để là xin làm đệ tử đó. Cho nên là quý vị phải hiểu vấn đề Phật pháp nó kỳ lạ, chứ không phải là nó văn bằng học vị đâu, nó không phải là tiến sĩ này tiến sĩ nọ. Cái tiến sĩ đó, đó cũng cần chứ không phải không. Cái người tiến sĩ người ta học, người ta đọc chữ nhanh lắm, nhưng là mà để anh nhận ra được cái trí huệ ở trong Phật, cái trí huệ nha, còn ở ngoài xã hội người ta gọi là trí tuệ, cái trí tuệ tuyệt vời. Còn cái trí huệ của Phật đó thì cái người tu phải thiền định chiêm nghiệm mới biết được cái trí huệ đó, mới nhận biết được người đó muốn gì mình. Nó tuyệt vời cái đó đó. Còn cái trí huệ thì anh khôn, cái có nhiều người ta không biết, người ta nói Phật sao hở ra gì cũng nói vô minh đó. Vô minh không phải ngu, vô minh là con người mình không nhận biết cái đúng sai, đó là gọi là vô minh. Những vị văn bằng học vị đó, những vị bằng tiến sĩ đâu đó, vô minh thấy chưa, đâu phải ngu đâu. Ví dụ như là ông thầy Quang, ổng cái chùa khổng lồ của ổng là một bậc người, một người bình thường đâu phải tạo được cái chùa đó đâu, cái chùa khuyết đảm thôi. Nhưng mà ổng đã vô minh. Vì ổng vô minh là sao? Ổng vô minh ổng không nhìn thấy thầy Minh Tệ mình, ổng không thấy thầy Minh Tệ mình đi tu như như ông Minh Đạo, Minh Gạo. Minh Gạo ở Đồng, Minh Đạo ở Đồng Tháp. Minh Gạo thì tôi đã nói Minh Gạo rồi, còn ông kia Minh Đạo mà. Dạ. Cho nên cái ông này là ông, cái ông Minh Gạo cũng vậy. Ổng đâu phải ngu, nhưng mà ổng vô minh. Ổng khi mà ổng có minh một chút á thì ổng đừng có nói gì xúc phạm đến thầy Minh Tệ. Ổng có đừng có nói gì là xúc phạm đến ông thầy Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì anh em cộng đồng mạng đâu có ai kiếm ổng để làm gì. Thì hôm nay ổng vẫn còn tiếp tục để đi kiếm gạo để vợ con ổng sống. Ổng vẫn có đi khắc thực hả chú? Ổng bây giờ ổng sao dám đi? Ổng bây giờ là nghe cái chú gì Tâm Long An là nói là ổng bây giờ là kiếm ổng là ổng trốn muốn chết, ổng mà xuống tới nhà luôn, nhà nhà lúc nào ổng khóa cửa mà đâu đi được. Bây giờ lên vậy rồi chú nhắm giờ ra cộng đồng mạng ai cho? Tâm cho nữa đâu. Ngay cả những cái chùa lớn bây giờ mà chú thấy không, không có người đi luôn á. Họ đã thất tỉnh, hoặc có những người họ cúng dường dường rất nhiều, họ tức trong mình mà họ không biết làm sao lấy lại. Họ đã sai lầm một cách quá lớn luôn á. Cho nên là những bây giờ chú thấy những cái chùa chẳng hạn hoàng, kể cả Hoằng Pháp mà không mít lòng ngay nè, nhưng mà họ cũng không đi. Chùa Hoằng Pháp vừa rồi là tháng 7 vừa rồi quay đó là cũng không có nhiều, nó không bằng một gốc hồi năm rồi nữa đó. Thường mấy cái chùa Hoằng Pháp rồi là theo con biết là mấy năm lớn lắm, là 5-6 ngàn người đó rồi. Học hè này nè không có luôn đó, rồi là còn chùa Chích Đăng Quang thì đó khỏi nói rồi, không có một ai luôn đó. Là mấy cái anh này YouTuber này mấy anh quay đó là tôi coi đó, là tôi thấy cũng thật là đau khổ. Nhưng mà do mà dân, cái người dân bấy mình tu phải nhờ cái đàn na thí chủ, mà mình làm cho đàn na thí chủ người ta hụt hẫng, người ta giận mình rồi. Thì thường thường mà người Việt Nam ta có cái câu này nè, thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tôn tùy hòa, ghét cái chùa này ghét luôn cái chùa kia luôn. Nó khổ vậy đó, mấy cái chùa khổ phải dính luôn, phải liên lụy luôn. Thiệt bởi vậy nhiều khi mấy ông này mấy ông làm thiệt tôi khổ huyết chừng nào mà nói. Việt Nam ta bây giờ là nghe là thống kê là trên 4.000 ngôi chùa là mừng. Như quý vị thấy mà cái con người mình nó cái tâm thức của mình nó có ảnh hưởng gì lắm, nó ảnh hưởng cái nền đạo đức, nó ảnh hưởng cái tất cả. Quý vị thấy như những nhiều cơn bão đã đi qua rồi đó là toàn là né chỗ khác không. Trừ Việt Nam ta, thí dụ đó, bây giờ là cũng có, nhưng mà 1-2 trận cái là không có bằng người ta. Ví dụ như Trung Quốc rồi nó te tua hết, hay là Philippines rồi nó rất là khổ, nhà cửa nó sập tan nát hết, như cái cơn bão số 3 vừa rồi.
Đó là né qua, nếu mà đi ngay vô Hà Nội thì còn cái gì cái Hà Nội nữa. Đó quý vị thấy không? Cho nên là cái tu là nó tuyệt vời lắm quý vị. Ráng cố gắng mà tu, nhà nhà người người tu, ai cũng niệm Phật được, là cái đất nước mình nó vi diệu lắm quý vị. À, ví dụ mà nhà mà ở trong nhà mà có người vợ tu thì người chồng là thấy an lạc liền, hay là hoặc là người chồng tu là người vợ thấy an lạc liền, gia đình đó là có cái đạo đức, người này chỉ người kia chỉ người nọ, tuyệt vời lắm quý vị. Cái thời mạt pháp này quý vị ráng đi, ai cũng ráng niệm Phật đi. Ví dụ mình biết đọc kinh thì mình đọc kinh, mình trì kinh niệm giới mỗi buổi chiều. À, còn nếu mà ai không biết á thì mình cứ niệm Phật. Tối mình đi ngủ đó thì lúc mà mình lên mình chuẩn bị ngủ đó mình niệm Phật, chừng nào mình quên mình ngủ luôn. Cái giấc ngủ mình rất tuyệt vời. Còn ai mà bị đau nhức á hoặc là bị mất ngủ tôi chỉ cho. Chiều quý vị đốt ngang lên rồi khi công chuyện nó làm xong hết rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi, quý vị đốt ngang lên xong rồi quý vị lại 49 lại. Quý vị ngồi lại cũng được mà quỳ lại cũng được, tùy hỷ công đức. Cái câu tùy hỷ công đức đó Phật đã đưa từ lâu. Cho nên là quý vị quỳ ha, là quý vị là quý vị ngồi lại cũng được. 49 lại. Rồi xong là quý vị niệm A Di Đà Phật. Ha, nếu nhà mình thờ Quan Âm Bồ Tát thì niệm Quan Âm Bồ Tát. Nhà mình thờ Bổn Sư Thích Ca niệm Bổn Sư Thích Ca. Bởi vì mình thờ ai thì mình phải niệm người đó. À, nhưng mà trong cái tịnh độ đó thì cái thường người ta nói là niệm Di Đà, nhưng mà vậy đừng có mê tín vậy, không có niệm ông Phật Thích Ca mà về cực lạc mà ông Di Đà không cho đâu. Trời, cái hàng Phật của người ta mà đại từ đại bi đại hỷ đại xả nữa, quý vị yên tâm đi, niệm miễn bất cứ một vị Bồ Tát nào, khi quý vị bỏ báo thân này quý vị vẫn nguyện về cực lạc, quý vị được về cực lạc, quý vị yên tâm điều đó. Thì nếu mà trên cộng đồng mạng đó có quý vị nào đó mà chưa biết tu hoặc là hiểu biết còn hơi yếu một chút thì quý vị cứ đến tôi mà tôi vẫn chỉ dẫn quý vị, mà tôi không bao giờ lấy quý vị bất cứ một cái hộp cơm hộp gạo nào, quý vị yên tâm đi, chứ không phải mà phải kêu như mê tín rồi là cúng này cúng kia cúng nọ, không có chơi mấy cái vụ đó. Ở đây tôi học A Di Đà Như Lai là không có vụ mê tín.